không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Phù Dung, em không sao chứ? Em không sao. Sao em lại nhập vô 369? Ông tạo máu trái đen lên mình của em. Em hết cách mới nhập mình 369 thôi. Bà làm gì đi? Anh hai biểu mình chăm sóc cho tiểu Phù Dung mà. Bà này máu chó tà cổ, có xin bị nó xuống địa ngục đó. Bà chỉ nghĩ cho anh hai của con thôi. Anh hai con thích cổ như vậy, bà tạt cho cổ xuống dưới, để cho cổ cùng với anh hai của con ở dưới sống chung với nhau. Ông nói gì? Ông chủ, chúng tôi có chó máu đen rồi. Đừng làm máu nha. Đừng làm máu nha. Bà, đừng nghe thêm chuyện nữa có được không vậy? Rồi anh hai con đang sao? Anh hai không đồng ý bà làm vậy đâu. Phải đâu chủ à, thôi bỏ đi. Cậu hai ở dưới số vàng biết được chết không nhắm mắt đâu à, ở đường nha. Con muốn sao thì sao đi, miễn là tới ngày hồi hôn của anh hai con á, con phải giải thích với nó nha. Con đi kiếm con mà đẹp như vậy cho nó đi, bà không thèm ngó nữa. Bây giờ làm sao đây? Làm mẫu nhau hả? Làm sao hả? Đi. Anh Quảng à, nhớ tôi coi chừng bà của tôi. Các người đi trước đi. Phù Dung, mình đi về nha. Không được, em không thể theo anh về nhà. Anh à, cho tôi mượn cái dù đi. Chờ chút. Cậu nhỏ à, đứng dậy đi. Kiếm được Phù Dung rồi. Hey, Quảng à, về nhà đường này mà. Cháu chỉ muốn về nhà. Sao chưa về? Làm sao dẫn cổ về nhà chứ? Hey, tao bỏ mặt tụi mày, ngứa quá mà. Tiểu Phù Dung mượn thân của tao là con gái hứa cho tao. Không được, tao phải về tắm. Quay. Chuyện gì? Đừng nói người nhà biết tôi đã gặp Tiểu Phù Dung nha. Được rồi. Ây da. Anh đưa em về đây làm gì chứ? Sao lại không? Đây là văn phòng của anh. Là văn phòng của cậu Tư mà. Sao lại không về được, phải không? Nè nè, cây dù mới này là của em. Em chỉ là vợ kiếp trước của anh thôi. Kiếp này anh đã có mỹ anh rồi. Em đừng nói vậy mà. Cái gì mà kiếp này kiếp trước chứ? Anh Quảng, em ở lại dương gian chỉ là muốn kiếm lại anh thôi. Bây giờ tâm nguyện đã toại, để em đi nha. Nè Phù Dung, đừng nói láo nữa mà. Nếu em được toại nguyện thì em đã thoát thế đầu thai rồi, ở lại đây gặp anh làm gì? Em ở lại dương gian là muốn kiếm lại để giết chết em và anh Tư. Em đừng có lo, anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ giùm em. Phải, bây giờ cô biết cô đang phụng ra sao? Thật ra em thiệt muốn đi thăm cổ, lo là cô nhìn thấy em sẽ sợ lắm. Không sao, để anh thăm bà trước là được rồi. Ôi bà xã, sao chỉ một mình vậy? Mấy anh đừng có kiều réo, họ đã ra phố hết rồi. Ra phố hết rồi hả? Ây da, ngứa quá đi. Ê này nè, ông bây giờ là Tiểu Phù Dung hay là chồng của tôi đây? Dĩ nhiên là chồng của bà. Thiệt đó. Phù Dung à, ra đi. Anh Quảng. Sao em lại vậy nữa? Xin lỗi, em lại quên mất. Không sao, anh đã mua đồ cho em nè. Nè, của em. Làm phiền anh. Không có gì. Anh vừa mới đi thăm Đăng Phụng. Phải, bây giờ Đăng Phụng ra sao? Cô đã khỏe rồi. Nhưng mà hỏi mấy chuyện ngày xưa hả? Hình như là không có nhớ gì hết. Kẹt cái là thời gian này anh không khung ra được cái gì. Anh nói cái gì? Anh khung ra cái gì hả? Em không biết sao. Dạo trước đi, anh... anh hay vậy đó. Vậy là nhớ hết những chuyện ngày xưa. Xém một chút anh đã biết hung thủ là ai rồi. Sao lại kỳ quá vậy? Phải, nhưng mà vô dụng. Dạo này anh không còn khung nữa. Nếu không anh đã biết ai là hung thủ giết em rồi.
Nếu em giả dạng lại con sen đi hầu lại của Đăng Phụng, anh nghĩ coi cậu có nhớ là ai là hung thủ không? Có được không đó? Ông chủ hả? Sao không có báo áo con sen? Áo con sen hả? À, mua cả con sen xuống đốt là được rồi. Yên, thôi kệ đi. Người cha qua đời của tôi thích con sen thay áo mới đó mà không được. Được, đặt làm đi. Đặt được hả? Phải. Hay, hay quá. Phù Dung à, em có thể đặt áo rồi. Đặt cái màu hường đi. Em mặc lên đẹp lắm. Không được, phải giống đó. Em quen mặc màu xanh. Thì màu xanh nha ông chủ. Ờ, thì màu xanh. Hình như là thiếu cái gì đó. Hả? Thiếu cái gì chứ? Ờ, phải rồi. Thiếu cái khăn. Như vậy là giống rồi. Cũng chưa có giống lắm. Không phải đâu, năm xưa em cũng như vậy mà. Phù Dung à, em đừng có làm cái mặt như trái khổ qua. Em đừng có nghĩ mình là con ma nữa. Đừng có nghĩ tới nữa nha. Ngày xưa em hay cười lắm, cười rất là tươi đó. Có phải như vậy không? Đâu phải. Ờ, anh, khi mà anh không xuống, anh thấy không phải vậy đâu. Khi mà em cúi đầu xuống, nghe mắc cỡ lắm. Cậu Tư à, xin lỗi nha, giặt đồ hơi trễ, bắt cậu phải chờ lâu. Ờ, còn cậu Tư á, thì rất là oai phong. Không sao, từ từ nha. Lúc đó Đăng Phụng nhìn thấy là nổi lửa liền. Cô nói đồ con quỷ cái. Còn em thì ơi à, cô hai à đừng có ngắt em. Em hứa với cô, sau này mũi đồ không nghĩ tới anh Tư nữa, không làm trái đồ của cô nữa. Vậy đó. À, à đúng, đúng 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 đúng. Chính là nụ cười này nè. Thiệt là dễ thương, thiệt là tươi tắn. Dễ thương ha. Sao lại thích mày? Mày
anh chịu nhảy một mạng với tôi, giữ ngọt lại tôi. Anh Quảng, anh Quảng đâu có biết nhảy đậm. Anh sao rồi, có sao không? Không có gì. Đứng dậy đã. Học lại nha. Được. Đi thoại ra kìa, nghe điện thoại trước đi nha. Được. Alo. Anh Quẩn hả? Sao còn chưa về? Anh còn đang tính sổ mà. Em đã nấu canh dương sâm cho anh về uống. Được. Em chờ lại cho anh rồi đi ngủ sớm đi. Bye bye. Mình tập nhảy tiếp đi. Khuya lắm rồi, Mỹ Anh đang chờ anh đó. Anh hãy về đi. Được. Em cẩn thận nha. Wow, nhiều cái quá. Có gà, nhân sâm, điện thất. Mỹ Anh à, coi chừng bổ quá đó nhờ. Không đâu, cháu đã hỏi kỹ nhà bếp rồi. Chú Đồng nói là ông chủ Lục gì uống canh này cho nên mới được hồng hào khỏe khoắn vậy đó. Con dâu của tôi thiệt là đáng thương mà. Cái bình canh này đã hầm 3 tiếng đồng hồ rồi, còn không sợ cực khổ tự canh lửa. Nói thiệt nha, dù là con ruột của má, má cũng nói đàn ông đừng có dung túng nó quá. Con thấy dạo này anh Quảng làm việc cực khổ, cho nên mới hầm đồ bổ để cho anh tẩm bổ thôi. Vậy thì phải. Nè nè nè, dạo này thằng Quảng bận rộn về khuya thì tôi cũng biết, nhưng mà có thử không về nhà ngủ hay không hả? Không có. Vậy cũng yên tâm chứ. Con không biết sao dạo này con cứ thấy không được yên lòng. Mình đuổi Tiểu Phù Dung đi như vậy có lẽ không được tốt. Chuyện gì lại moi chuyện xưa mà nói nè hả? Không lẽ con muốn Tiểu Phù Dung về giành chồng với con hay sao? Dạo này con chờ anh Quảng về hơi tối, con cũng thấy nao núng rồi. Huống chi Tiểu Phù Dung đã chờ anh Quảng mấy chục năm. Con đừng dại dột. Con cũng nói mà, đàn bà thì cái gì cũng không sao, nhưng nói tới chồng nhất định không được. Ê Quảng. Mọi người đều đây hả? Ông xã. Đang nói cái gì mà lớn tiếng quá vậy? Đang nói tới cháu thôi. Coi con anh nha, phải tốt với cháu không? Đã hầm canh nhân sâm để chờ cháu về. Nếu cháu không xử tốt với con anh, ba người đàn bà này nhất định sẽ dặn đầu bẻ cổ cháu xuống đó. Không có giỡn chơi đâu. Ê, mở đẹp này. Nữa, đừng quấy rầy thằng con tôi đi ôm bấy vợ. Cho xuống. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Hôm qua em hầm canh cho anh tẩm bổ hả? Nhìn thôi là biết ngon rồi. Ấy giờ. Cứ chuẩn bị phỏng đó. Để nguội chút đi. Ông xã, để em nâng bóp cho anh. Sao, có phải thành thạo hơn xưa hay không? Mỹ Anh à, em đừng có tốt với anh quá. Như vậy sẽ khiến cho anh ngại đó. Khờ quá. Em là vợ của anh đó mà. Không tốt với anh không lẽ đi tốt với người khác sao? Chừng đó sẽ sợ là anh hú hồn hú vía đó. Chuyện gì? Có phải dạo này bận rộn quá, ít có thời gian ở chung với em sợ em không vui phải không? Thật ra vợ của anh dễ dỗ ngọt lắm thôi. Thì cũng giống như là lúc trước vậy, hát mấy bản tào lao cho em nghe, vậy là được rồi. Không lẽ kêu làm chuyện nhỏ gì cũng không chịu sao? Đâu có, sao lại không chứ. Gà mấy anh mà biểu anh hát thì đương nhiên phải hát rồi, có phải không? Nè nè, để anh hát cho em nghe. Không phải, không phải. Chiều hôm qua vừa tan buổi học, anh lần la ra trước sân trường. Dường như anh đứng đó bao giờ, đợi chờ em bấy lâu. Lòng anh như mùa xuân đến gần, nhưng con tim sao cứ ngập ngừng, ngập ngừng, ngập ngừng. Ê, anh nói cái gì? Thì giờ giao hàng thì giao hàng đi, người ta đang chờ mình đó. Không phải đâu, em có áo cưới này đẹp quá mà. Nếu như mà khoác lên thân hình tuyệt hảo của em á thì thiệt là đẹp hết chỗ chê ha. Đẹp hết sảy luôn. Không thèm điên với anh. Quay 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 quay. Ủa, hai đứa. Ê, hai đứa. Chào ba, chào má. Đi giao hàng hả? Dạ phải. Giờ anh thương anh coi kìa, cái thằng con của mình với con quỷ cái kìa. Ê,
tới coi áo cưới kìa, thiệt là khó chịu quá đi. Hey, cho dù thế nào đi nữa cũng phải ráng nhịn. Chỉ còn 3 canh giờ nữa là tới giờ tức mình có thể xé cẩm nang thứ hai ra rồi. Đại sư Thiên Linh kêu mình đối xử tốt với họ, nhất định có nguyên nhân mà. Không thể nào kêu mình đối xử tốt với họ suốt đời đâu. Tới trường đó mình sẽ dùng chỗ trà quét cái đám tào lao này ra khỏi nhà. Theo em, tốt nhất cho người thủ tiêu đàn phụng cho sạch sẽ, khỏi cần phải lo xa. Mời đẹp à, cứ tự nhiên đi nha. Thôi nè, đi. Trinh à, không được khỏe sao? Vừa rồi về tới đó lên phòng ngay. Bây giờ hình như bị nóng đó. Phải rồi, sao mặt đó lòm vậy? Có phải bị sốt không? Cô Trinh không phải bị sốt. Tôi có chuyện này muốn tuyên bố với các vị. Đừng có nói nha, không thể nói đâu. Đừng lo, số một cũng phải nói mà. Chuyện vậy, thưa bác, thưa ba, thưa má, con với cô Trinh đã tình đầu ý hợp, hai người thương yêu nhau. Đã nói rồi, khi không tới làm ở xưởng may, nhất định là có quỷ quái rồi. Thì ra đi cua gái. Còn Trinh vẫn còn là gái gì thành niên đó. Tôi là cảnh sát PC 369, bây giờ tôi bắt cậu, đi. Hay da, em đừng có chơi tụi nó nữa mà. Coi nha, cậu quê bị mặt mày tái mét rồi kìa. Bây giờ cậu còn tưởng là cái gì bí mật hay sao? Chuyện mà mợ đẹp biết được thì cả thế giới này đã biết rồi. Đừng có nói mà, không thể nói ra đâu. Vậy nghĩa là các người đều đồng ý hả? Trinh à, thiệt là hay quá, chứ ngày đầu tiên đã vượt qua rồi. Hỏi thiệt nha, thưa ba thưa má, ba má nghĩ sao? Phải, câu này mới đúng đó. Không biết cái thế dân nhà nghèo chúng tôi có xứng đôi hay không thôi. Xê, có gì xứng đôi hay không xứng chứ. Con Trinh là em gái của thằng Quảng, là anh em kiếp trước của ông chủ Sương mà. Quảng, Sương, Long, ba người như một, sao lại không xứng đôi, phải không? Phải đó, càng thêm thân thiết mà thôi. Cái gì xứng đôi giải quyết xong rồi, còn phải coi có bị loạn luôn hay là không. Cái thằng khỉ này. Mấy người điên hết rồi, tôi không ăn nữa. Tôi chết để đụng chạm tới người ta rồi. Không sao, không sao. Còn nít nóng nảy chút thôi mà. Thật ra bữa nào được ăn chung với các vị á, thiệt vui vẻ lắm. Tôi đã bị lên 2 cân rồi. Chúng tôi thì nói hơi nhiều rồi. Còn ông chủ Sương thì chưa hề nói gì, không biết có ý kiến gì không. Thưa ba, không biết ba có đồng ý hay không. Đồng ý. Thiệt là hay quá. Đốt tay. Đừng lợi dụng. Đừng có giỡn chơi nữa mà. Ăn cơm nha. Xê, đại sư Thiên Linh thiệt là, nếu biết vậy em cũng biết làm rồi, còn gì hắn vậy? Hey, em à, để anh lập tức điện thoại cho những người bên nhà thương điên đã, hả? Em đuổi hết cái đám người này. Ê, nè, em đừng nóng nảy mà. Cái cẩm nang này không có dạy mình đối phó với họ cách nào. Mình chờ thêm 2 canh giờ, mở luôn cẩm nang thứ 3 ra, nhất định sẽ có cách mà. Uống thuốc nha, uống thuốc đi. Không được, tôi phải trang điểm, không đủ thời gian. Cô nhất định phải uống thuốc, bác sĩ căn dặn cô phải uống thuốc. Không được, tôi phải gặp anh Tư. Nếu cô không uống thuốc thì không cho cô gặp anh Tư đó. Quỳ tá. Ông tới thăm Đăng Phụng hả? Phải. Giống không? Giống như vậy đúng. Cậu Tư thích tôi chân diện như vậy. Thích lắm. Cậu Tư, anh đã tới hả? Phải, Đan Phụng. Rốt cuộc anh đã chịu tới rồi sao? Anh không phải có tiểu phụ dung là đủ à? Không phải đâu cô hai. Cậu Tư cố tình tới thăm cô đó. Không đâu. Sao cậu Tư lại cố tình tới thăm tôi tốt vậy? Các người nhất định có mục đích. Có mục đích. Tôi nhớ rồi. Ở mép môi thôi. Tôi nhớ được rồi. Hả? Đan Phụng, nhớ rồi hả? Nói cho tôi biết đi, là đã hại tôi vậy? Ai đưa thuốc cho tôi vậy hả? Là người nào? Nói đi. Tôi nhớ rồi. Ai? Nói mau đi. Sao bắt tôi nói? Sao anh không nói? Anh nói đi. Tôi nói cái gì? Anh nói đi.
anh thích em nhiều hơn hay là thích Tiểu Phù Dung nhiều hơn? Em đẹp hơn hay nó đẹp hơn? Nói đi. Em thiệt là cà chớn. Đương nhiên là em đẹp hơn rồi. Em xinh đẹp lộng lẫy mà. Thấy chưa? Đồ quỷ cái. Cậu Tư cũng nói là ta đẹp hơn mày. Không phải. Không biết anh có phải là cậu Tư hay không nữa. Cậu Tư bị con quỷ cái đó mê màng thần trí. Sao lại nói mình đẹp hơn? Đan Phụng, cô cũng thiệt là quái đản à. Đã thấy kiểu tóc của tôi, thấy mắt kiến tôi đeo, không lẽ không giống Lục Vận Quản hay sao chứ? Vậy mà cũng không tin tôi, thiệt là thất vọng quá đi. Anh thì chính là cậu Tư đó. Anh thiệt là cậu Tư. Cậu Tư nhảy đầm giỏi lắm. Nếu anh biết nhảy vèn với tôi thì tôi sẽ tin anh. Chê, cậu Tư có kiểu nào mà không biết nhảy chứ? Mấy cái đó họ đâu có làm khó được tôi. Đan Phụng, nhảy bản chơi nha. Thích nghe em hát mà lại tới xin chữ ký của em. Sau khi em bị quỷ đi sắc đẹp, ai nói được coi em là bà điên hết. Còn đuổi em đi. Nhưng mà em thiệt giỏi lắm. Em thiệt kiên cường. Em không có bị chết. Hôm đó ở Thượng Hải, tuyết đang rơi, một mình em đi kiếm anh. Em thiệt muốn gặp lại anh lắm. Em cũng thiệt là kiên cường quá ha. Hay thiệt. Anh Tư thì là có lỗi với em. Em tha lỗi cho anh nha Đan Phụng. Cậu đã chịu bận tâm tới em. Đan Phụng à, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa nha. Đó là chuyện buồn mà, quên đi. Hả? Đan Phụng. Đan Phụng à, Đan Phụng. Cô ai? Cô ai à? Cô bị chảy máu kìa. Đan Phụng à, nói đi, ai giết cô hả? Nói đi, nói rồi hãy chết. Cô Đan Phụng à. Anh đó. Được. Hey, đừng có ăn hiếp mà, người ta không có biết chơi trò này. Hey, cũng vì không biết chơi cho nên phải chơi. Đâu có xào chứ. Đều là bà còn với nhau mà, phải không hả? Nhà Lan à, lấy tiền xuống đi. Lại lấy hả? Quảng, về rồi hả anh? Anh ba, anh ba à, anh hai đâu hả? Anh hai đâu? Khẩn trương làm gì ngồi xuống chơi nhờ? Anh hai đang ở đâu nói cho em biết đi. Chuyện gì? Anh hai, đang phụng bị người ta thuốc chết đó. Sao lại như vậy? Thì vừa rồi nè, em giả Lục Vận Quản đi thăm bà, xem chút bà nói cho em biết ai là hung thủ giết em. Vậy có nói ai giết không? Chưa kịp nói thì bà đi bán muối rồi. Tôi nguy, bây giờ đầu mối gì cũng bị đứt hết. Anh hai, anh quen người thì cảnh sát mà, kêu họ điều tra đi. Dĩ nhiên, hung thủ giết em mà, anh phải điều tra chứ. Anh hai. Anh lên Quảng Châu tìm em gấp như vậy, có phải bà có chuyện gì không? Bình tĩnh của bà cũng bình thường thôi. Anh đã nói khô cả nước miếng, nhưng mà ông không chịu tha lỗi cho em. Em cũng không có trách ba. Như vậy thì tốt. Em nhận được thư của anh ba. Anh nói dạo này sổ sách của Quảng Sơn Long bị rối loạn.
Nghe em khuyên đi, đừng lấy tiền của Quảng Sơn Long mua bán quần quả nữa. Anh làm vậy sớm muộn gì cũng tự hại chết mình thôi. Em Tư, em đừng lo, anh đã bỏ làm lâu rồi. Anh phải tập trung làm tốt lại Quảng Sơn Long để không phụ lòng tâm huyết của em. Được gì thì tốt. Chai rượu này là em thích uống nhất, anh tặng cho em với Tiểu Phụ Dung nha. Cảm ơn anh. Nè, xích dầu cho nó. Dạ. Tới bây giờ vẫn chưa tỉnh, cơ bộ phải kêu bác sĩ cho nó. Hey, không sao đâu, nó thường hay bị khung như vậy mà. Chỉ là lần này hơi lợi hại một chút thôi. Lần này nhất định thấy được nhiều thứ rồi. Anh Quảng. Em Tư. Tới giờ tí mau đi, 11 giờ tới chưa. Nếu không cứ để nó khung như vậy sẽ không hết ra cả câu chuyện. Chỉ còn 5 phút nữa là tới 11 giờ. Đại sư Thiên Linh nhất định có cách dạy cho mình phải làm sao đối phó với đám người này mà. Ê, tỉnh hay quá. Nhìn tiếng gì vậy? Thấy gì? Mau đi. Này, nhìn tiếng gì nè? Thấy cái gì à? Em nhìn tiếng gì hả? Đỡ mau đi. Mau đi. Quảng à, thấy vậy. Quảng. Tại sao chứ? Em là em của anh mà. Tại sao giết chết Phù Dung? Cũng tại mày ép đâu. Mày đúng là bất hiếu mà. Cái ông già dịch đó giao Quảng Sương Long cho mày. Mày biết tao buôn bán súng ống mà. Mày chịu tha cho tao sao? Tao sẽ bị xử bắn đó. Dì Cà Bông, nè, đừng có chạy nha. Anh Hai, đừng có chạy mà. Dì Cà Bông, buông ra, không buông. Anh Hai, thêm Dì Cà Bông. Thêm Dì Cà Bông, buông ra. Hả? Hả? Đừng có chạy, anh Hai. Thêm Dì Cà Bông, buông ra. Thêm Dì Cà Bông. Đừng có chạy. Rồi mau xé ra coi đi anh. Mau lên. Giờ để em đọc cho. 154-8762 là cái gì? Cái gì? Nè, em làm gì? Đê tiện. Tại sao đánh hả? Vậy? Tại sao làm gì hả? Mày đi rồi hay sao? Mày nổi chứng gì chứ? Anh đừng có nói láo nữa. Tôi đã nhìn ra hết rồi. Chai rượu độc đó là do hắn tặng cho Lục Vận Quảng. Hắn buôn bán quân quả, lấy tiền công Quảng, sẽ bị thằng em tiết lộ, cho nên giết người bịt miệng. Anh Hai, năm xưa bà bé lên Quảng Châu đón em Từ. Tin ra là anh đã giết chết em Từ. Em hỏi anh, tại sao anh giết em? Tại sao giết Tiểu Phù Dung? Hả? Mày điên rồi, chết ra. Anh nói điên gì đây? Không vài cái là nói chồng của tao giết người. Ông là người có địa vị đó, ai rảnh mà giết kiếp trước của mày. Con mụ kia, tôi tin thằng Quảng đó. Lần nào nó không một hồi thì cũng ra sự thật. Vậy ông chủ Long à, ông nói chuyện đi chứ. Anh Ba, cái thằng phế thải, mày binh cho mấy thằng tào lao mà không binh cho anh Hai của mày hả? Đám ăn xin đủ rồi, tụi bay đêm nào cũng đổi chướng đã đành rồi, bây giờ còn đổ quan ba tôi đó là ba tôi ung tủ. Chị nói cái gì? Để tôi, để tôi. Chuyện càng lúc càng phức tạp, càng nhìn là càng thấy gian trá. Cũng không chừng Đàm Phụng cũng bị anh giết. Xe tôi về tới cái xác. Đi mau. Đi. Đừng kéo tôi nữa. Đi về tới cảnh sát hả? Về thì về. Mày cứ nói với đám cảnh sát là tao giết kiếp trước của mày. Kiếp này mày tới báo án, mày hỏi coi có ai tin không. Đúng, đi nói đi. Coi ai có tin tụi bay không. Chỉ lo là mày chưa thực hiện được chồng của tao thì đã bị nhốt vô nhà thương điên rồi, đồ điên.
Đi đi. Đi tới tư cảnh sát đi. Tại sao lại không đi? Đi đi. Không dám đi à? Không dám đi thì cút ngay, cút ngay. Mấy người không đi là tôi báo cảnh sát. Quảng à, mình đi. Ở đây chỉ kiếm bằng tiếng thôi. Đi. Lục Diễn Sương, ông đừng có làm phách. Tôi chờ con gặp quả báo gì. Đi. Đi, mình về. Trinh à, em đi về trước đi. Anh thu dọn mấy cái áo quà ở với em. Đi. À, mày muốn đi phải không? Hương à, kéo qua 25 phòng ngay. Dạ. Kéo đây, đây, kéo đây. Đi, 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 đi. Cái vụ này thì thiệt là bó tay. Nhà của thằng đó có cửa cao chó dữ. Cắn đầu thì thấy cứng, cắn mông thì thấy thối. Kể cái là Tiểu Phụ Dung không có ở đây. Nếu như có đó hả, thì nhập mình nó, hay là đánh sau ót nó vài cái, nhất định sẽ khai ra thôi. Nè 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 nè. Nè, cả câu chuyện này á, thằng Quảng với Tiểu Phụ Dung là kẻ bị hại đó mà. Bây giờ kiếm ra chân hung rồi, thì cũng nên kiếm Tiểu Phụ Dung để báo với cổ chứ, có phải không? Hả? Phải ha. Vừa rồi Tiểu Phụ Dung có theo cháu đi vô mà. Đúng rồi, Tiểu Phụ Dung. Phụ Dung à, Phụ Dung, em ở đâu hả? Phụ Dung tới hồi nào? Vừa rồi có ở đây mà. Hả? Phụ Dung, Phụ Dung à, ra đi. Chúng tôi có chuyện muốn bàn với cô. Phụ Dung à. Cô có ở đây thì ra ngay. Tiểu Phụ Dung, chúng tôi lo liệu không xong đó. Phải có cô mới được. Tiểu Phụ Dung. Tôi ở đây nè. Hả? Phụ Dung. Tiểu Phụ Dung, cô thiệt trở về hả? Vậy là tốt rồi. Bây giờ mình đi đại náo Quảng Xương Long, làm cho long trời lỡ đất. Hey, cái thằng mắc dịch đó hả? Tao thì không nhịn nổi mà. Chắc chú cũng bị điên rồi. Quả Sơn Long là tâm quyết của thằng Quảng ở kiếp trước mà. Đi làm long trời lỡ đất là phá thằng Quảng thôi. Vậy không thể phá Quảng Sơn Long, vậy thì phá nhà nó đi, khiến cho nhà nó long trời lỡ đất. Thật ra vừa rồi tôi đã nhập mình hắn, nhưng mà bị bắn trở ra. Tôi nghĩ trong mình của hắn nhất định có lá bùa. Ây da, cô không có gì chứ hả? Sắc mặt của cô như là hơi tái đó nhờ. Ê, ông xã, lấy cây nhà tới cho cổ tẩm bổ chút đi. Thì thiệt là tức quá. Cái thằng đó cả ma cũng không sợ. Vậy là hết cách rồi. Không phải đâu. Trinh à, báo thằng Quê biết, kêu nó lèn lén xé đi lá bùa trong mình của ba nó. Ê dạ thôi đừng nha. Cái thằng mắc dịch đó không có tánh người, không có lương tâm đâu. Nè, vừa rồi chú có thấy không, con ruột của mình cũng cho bạc tai lìa lìa đó mà. Cho hắn biết được nhất định sẽ đánh đòn thằng Quê đó. Tôi chết rồi. Bây giờ con biết anh Quê ra sao? Ê, tạm bộ chút đã. Tiểu Phi Dung à, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ăn miếng đi. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách đối phó mà. Quảng à, con gặp lại Tiểu Phụ Dung hồi nào, sao má không biết? Chị anh à, chị đừng có hiểu lầm nha. Tôi với anh Quảng chỉ muốn kiếm lại hung thủ mà thôi, chứ không có gạt chị đâu. Không đâu. Uầy, tội nghiệp quá mà. Mấy cái chuyện tình tứ này để khi khác mới nói đi ha. Bởi vì hiện bây giờ cường địch trước mắt, nghĩ thử coi làm sao người và ma hợp sức lại đối phó cái tên mắc dịch đó. Đúng đó chú Quý, câu này thì hợp nhất đó nha. Tao lúc nào cũng đúng mà. Tiểu Phụ Dung à, nếu là như vậy cô đừng có đi nữa. Bà sao chính, thu dọn sạch sẽ cái phòng giữa đi. Lại là tôi. Dĩ nhiên. Quân à, lo liệu xong chưa? Sắp xong rồi bà. Hai cái hình nộm này ai kiếm về đây? Hả? Là tôi đó ông chủ. Đẹp nhất trong cửa tiệm đó. Có giỏi không? Giỏi hả? Mày thì là ma cũng không có lên à. Kiếm hai cái con khờ này á, về hầu hạ con tao hả? Lùng sủng như vậy, ốm nhờ ốm nhát à? Để tôi cho người đổi ngay. Mau lên. Dạ. Bà mẹ mày. Bà đừng gây chuyện ồn ào trong này nữa. Bữa nay là ngày hồi hùng, con còn muốn anh về tới mà không được an ninh. Không thèm coi nữa. Quay. Ông Quân à, con rải trò sân bò xuống đất làm gì? Cái ông pháp sư nói là anh hai hồi hồn chưa chắc là mình sẽ nhìn thấy ảnh đâu. Nếu dưới đó có trò bột này thì có thể nhìn thấy anh hai trở về. Vậy à? Quân à, nếu như vậy pháp sư có nói là mấy giờ anh hai con về hay không? Giờ tối
Ông nói có nghĩa là khoảng 7 giờ tối. À, 7 giờ. 7 giờ hả? À, chỉ còn nửa tiếng thôi. Nhà ba, thì ra trong đêm hồi hồn làm mấy cái chuyện này thì phiền phức quá đi. Nè, pháp sư còn nói là tối nay anh hai sẽ về từ chỗ này. Có nghĩa từ hướng tây nam. Ông còn nói là hồn đầu của anh hai cao tới 1 trượng 2 đó. Wow, 1 trượng 2 hả? Như vậy cần cổ dài lắm sao? Ê, Quân à. Ê, con ở lại chờ anh hai con về nha. Ba ra ngoài cửa rình vô là được rồi. Ba, anh hai là con của ba đó mà. Sau khi anh chết đi, anh đâu có để cái tính khủng khiếp như vậy về để hù ba cắn ba chứ. Tin con đi mà. Cũng phải à. Đúng lắm chủ đó. Không cần phải sợ đâu. Đừng có sợ ha. Sách tới giờ rồi, chúng tôi còn quấy đầy cả nhà ông đồ tụ nha. Chúng tôi đi nha. Mình đi. Ở vậy. Tất cả đứng lại cho tao. Hả? Có phải tụi bay muốn cột tay cột chân hết hay không? Không phải. Không phải thì bù tới. Bù chung quanh tao. Để mà chờ cậu tao về. Bù quanh đi. Quay. Hả? Coi chờ kìa. Đừng có đập trúng cái bọn nha. Tiên là sống nhận ha. Đạt Phu. Wow, sao bữa nay đẹp trai quá vậy? Hả? Hôm nay cháu giống như là lên coi mắt hơn là lên gặp cha cháu đó. Nội à, nội cũng biết ba thì sợ ma lắm, cho nên cũng phải ăn mặc đẹp chút. Hey, có ba. Coi cái đá gì đây? Đừng có làm nhăn nheo. Wow, chỉ là mấy nốt nhạc thôi. Cậu hiểu rồi. Chắc là mình muốn lên trển hát cho ba của mày nghe chứ gì. Cậu bỏ mặt cháu đi mà. Nè nè, tới giờ lên đường rồi con. Con lên tới trển phải nói với ba con, đừng có làm chuyện phi pháp nữa, đừng có chơi gái nữa nha không. Nếu không tới tháng 7 là má kéo cả đám nữ ma lên bóp cổ ổng đó. Còn nữa, cháu nhớ nhờ, đừng có quá giờ đó biết chưa. Còn phải theo tiếng chuông trở xuống nữa, nếu không thì phải ở lại Dương Gian làm cô hồn cát đảng. Nè bà già, đừng có lăng nhăng nữa, đi nhanh lên đi. Nói hoài à, đi con. Như vậy con đi nha. Cẩn thận nha. Ba coi, có dấu chân kìa. Anh hai đi gì tới? Đạt Phu à, con đã về chưa? Anh hai. Ba, con đã về tới. Đạt Phu, ba nghe được tiếng của con, ba cũng vui lắm rồi. Ba đừng có sợ mà. Có anh hai kìa, đâu có gì chứ. Cái tướng của anh giống như lúc xưa vậy. Nè, coi đi. Ba. Đạt Phu, con thiệt đã về tới hả? Dạ phải. Hey, ba thì phải móc gửi cái thằng pháp sư đó ra. Nói cái gì con cao 1 trượng 2, nói tầm bay tầm ba không à? Anh nè, con ở dưới có quen hay không hả? Có nhận được những thứ ba đốt cho con hay không? Con đã nhận được hết. À ba, con ở dưới gặp được ông nội và bà nội với má. Còn có cậu nhỏ nữa. Con đã gặp được ông nội với bà nội. Má còn với cậu nhỏ. Đạt Phu à, ông nội có rầy ba không hả? Chút đỉnh thôi. Quân à, anh biểu em chăm sóc cho Tiểu Phù Dung mà, cổ đã sao? Anh nhắc tới Tiểu Phù Dung thì bà đó biểu bọn họ lấy máu chó đèn tạt vào cổ. Bà, còn nữa, ông còn ép Tiểu Phù Dung xuống ở chung với anh đó. Bà đâu có thể làm vậy. Con à, con đừng có giữ như ma vậy mà. Chuyện gì cũng có thể bàn thảo. Không có tạc mà rốt cuộc cũng không có tạc. Rồi bây giờ Tiểu Phù Dung đang ở đâu? Quân à, Tiểu Phù Dung đang ở đâu? Anh yên tâm đi, cái anh Hứa Đại Quảng đã dẫn cô đi rồi, cho nên bây giờ cổ rất là an toàn. Con thì không an lòng. Ba, con đi kiếm Phù Dung. Con à, ba đừng lo, con có thể ở lại Dương Gian để tạm thức. Chúng ta còn thì giờ trò chuyện. Bây giờ tao mới biết gấp gáp như mai là thế nào. Thì Tiểu Phù Dung à, đừng có lo quá, nhất định có cách đó mà. Này, về tới. Vừa rồi tôi đi tuần tiểu, gặp được ông chủ Long nói là cái tên Lục Vận Sương đã nhốt cậu quê lại. Hả? Giờ bây giờ anh quê ra sao? Cậu thì là ủng hộ mình, nói là tuyệt thực đi biểu tình. Bây giờ bắt đầu rồi. Tội nghiệp quá, cái thằng quê ốm nhôm đó.
cân luôn lòng lá cũng chưa đầy 50 cân. Ê, đột nhiên sao có gió lạnh vậy? Các người thấy lạnh không? Cái gì mà thấy không, chỉ có Tiểu Phù Dung ở đây mà. Ừ, trời ơi, không lạnh như vậy đâu. Tiểu Phù Dung, ra là anh đã tới hả? Phải, hôm nay là đêm hồi hồn của tôi. Phù Dung mà em nói chuyện với ai vậy? Hay là anh thiện thân cho họ thấy đi, họ không có sợ đâu. Xin chào các vị. Ê, Tiểu Phù Dung à, tại sao khi không kéo thêm con ma tới vậy? Có cái gì mà sợ, dù sao cũng là bạn bè đó mà. Sợ gì chứ, phải vui mừng mới đúng. Một con ma lo không xong, bây giờ có hai con ma xong quỷ đập cửa hắn, coi hắn có chống nổi hay là không. Các người nói gì? Đạt Phu, thì ra hung thủ giết chết tôi và anh Tư là Lục Dận Xương. Nhưng mà trên mình của hắn có lá bùa, tôi không thể nhập mình được. Thì ra là hắn. Anh Đạt Phu, anh cũng biết rồi. Thực ra kiếp trước tôi và Phù Dung chết thì lại thê thảm lắm. Cho dù anh không giúp tôi thì cũng giúp cho cổ nha. Phải giúp đỡ giùm đi. Phải đó, cái thằng đó thì là ác ồn lắm mà. Khoan đã, tài nghệ của anh tới đâu hả? Nếu không yếu đuối như Phù Dung á cũng chẳng làm được gì. Tôi cũng không biết đâu. Để tôi thử nha. Ây da, tôi đủ rồi. Nếu không làm đổ hết xuống đất lại bắt thu dọn lại. Quay, chỉ vậy thôi hả? Có cách nào lợi hại hơn không hả? Thử đi. Có đó. Lợi hại thiệt, lợi hại đó, hay quá. Phù Dung mà em tệ thiệt, người ta mới chết thôi mà lợi hại như vậy. Em chết lâu rồi mà không biết gì. Tiểu Phù Dung dĩ nhiên là không biết, tại vì bị núp trong cây dù 20 mấy năm. Còn tôi thì ở dưới âm phủ có bà con dạy tôi. Hề, đừng có nói thêm nữa, hãy trả thù ma đi. Nghĩ tới thằng đó à, tôi nổi lửa lên rồi. Đạt Phu, mình đi. Phù Dung à, tôi cũng muốn đi giúp cô. Thì giờ đi cái gì, hay là ma sao? Phù Dung, cẩn thận nha. Tôi biết. Được rồi, mọi việc suôn sẻ. Lần này xong quỷ đập cửa, để coi hắn làm sao chống chọi đây ha. Mong là Tiểu Phù Dung trả thù cho xong đi, kết liễu tâm sự để sớm ngày được đầu thai. Linh đại sư, trong một lô số cho Lục Dận Xương lại có nguy cơ gì đây? Trong tập kế tiếp là các bạn sẽ biết ra sao. Thật ra Thiên Linh lại là người có tài cán gì? Sự xuất hiện của hắn lại kéo theo những chuyện khủng khiếp gì? Và Tiểu Phù Dung có bị nguy hiểm gì không? Chúng ta hãy chờ xem. Nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.